bụng quá. Mẹ ơi, có đồ ăn chưa mẹ? Chưa. Cái này có trống nè. Ngon lành. Chưa kịp dứt câu là ta trả lời chưa liền. Người ta đang làm đồ ăn mà hối. Cái này không có trống. Cái gì vậy ba? Trời ơi, hột gà. Nhà chú Tư cho mớ hột gà. Trời, nhà ông nuôi gà hay ghê. Đẻ quá trời quá đó con. Ba làm sao đâu á, lát á con nói thiệt nha, mẹ chửi nữa nè. Con nói mỗi lần mà ba đi đâu ra khỏi nhà một cái thì là ba na, tao nói đủ thứ đồ về. Ai cho gì ba cũng lấy, ba biết hồi sáng con dọn cái tủ lạnh mẹ chửi quá trời. Không có chỗ để một cái gì vô luôn. Ở cái đó cái lọc trời cho nha con. Cho phải lấy chứ, không lấy đâu có được. Lọc trời cho mà. Qua chú Tư vậy hả? Mẹ coi ba nè. Đó. Ôi ôi, nãy mẹ quá mới... Ôi ôi, gà ông đẻ sai trái ghê. Trời đất ơi, gà đó mà đẻ sai trái thì ba mày nói chuyện riết rồi ngọng ngược lộn đầu lộn đuôi hết trơn. Sai trứng. Sai trứng. Nói sao ông riết cái mặt ông y như là ngủ bả nãy trưa giờ ngủ hay gì vậy? Ngủ gì, tại vì bà hồi nào giờ cứ bà cứ tối ngày bà cứ dằn tôi không đó. Tôi riết rồi tôi ngu luôn. Chứ hồi xưa tôi cũng thông minh lắm, trước khi tôi gặp bà đó tôi cũng thông minh lắm. Con hay không phải đâu, tại vì ba nhậu nhiều quá. Hay quá, để con nó nói chứ tôi chưa có nói. Cái gì? Bây giờ là cái này là trứng gà là bên anh Tư cho phải không? Đó, chú Tư chú mới cho tôi đó. Mẹ đừng chửi con nữa nha, con không biết dọn sao nhét cái đống trứng này vô đâu nha. Trời ơi, con này chưa có gì rồi nhờ tới nó mà chưa hết lên tiếng rồi. Bây giờ dọn tủ lạnh để lên nữa, cái nào mà không xài thì bỏ ra bớt đi. Bỏ ra cái gì mẹ cũng chửi con, không dùng cái gì mẹ cũng chửi con. Giờ mẹ thấy không, hồi nãy nó cứng ngắc không còn nhét được cái gì một cái rổ trứng này. Tôi chửi là nhiều bữa đồ tôi mới mua hôm nay kêu bà dọn tủ lạnh xong bà đem bà rổ hết trơn rồi, đồ cũ bà không bỏ tôi mới chửi. Con phải coi cái nào á nó không xài được nữa thì con bỏ. Còn thí dụ như bất quá thì con phải đưa ba. Tại vì ba có một cái cách chế biến, thí dụ như mà mình luộc lên mình nhậu ngay. Thôi đi ông, thôi đi ông, bỏ đi. Ghê quá, rồi con nói nghe nè, thôi bây giờ cái này á là không còn chỗ để nữa rồi. Mới ba qua ba trả lại. Thôi trả gì mà đem vậy, mình người ta nói mình phụ lòng người ta. Người ta có lòng người ta cho mình nhận đi. Đúng rồi. Để cho mẹ làm. Mấy cái này đơn giản mà. Lúc trước là bà ngoại của anh Linh chỉ mẹ hết lần rồi. Bà, làm cái trứng gì kỳ đó bà làm đó, trứng bảy màu đó. Trời ơi. Gì trứng bảy màu? Trứng bảy màu làm trứng gì bảy ba? Màu đó. Bà làm cái gì bữa ăn ngon lắm đó. Không ơi, cái đó là chế biến bảy bả tự nhiên ra vậy chứ trứng bảy màu. Cái này là tôi làm cho mẹ của anh Linh chỉ cách bảo quản trứng gà để lâu không có bị hư. Hiểu không? Bây giờ nè, cái trứng gà này nè. Đó, xong cái mình lấy một cái khăn mềm mềm đó, cái mình nhúng nước mình lau cho nó sạch hết đi. Cái mình để cho nó ráo. Xong cái mình lấy một cái hũ. Mình bỏ trứng gà này vô. Xong rồi mình lấy vôi á, vôi ăn trầu á. Mình lấy mình khuấy với nước cái mình đổ vô, mình đổ nó ngập qua trứng gà khoảng một gang tay vậy nè. Hiểu chưa? Xong rồi cái mình đậy nắp lại, mình để mấy cái chỗ thoáng mát này nè. Đừng có để ánh sáng nó chiếu vô vậy thôi. Mà mình bảo quản được 1-2 tháng sau nó vẫn không hư. Không hư luôn. Ngoại Linh chỉ mới biết đó. Thôi vậy chờ tôi nghe. Ba bây qua giờ đi làm. Chờ tôi nghe, tôi qua tôi bưng một vỏ hàng xé về ổng nhiều lắm. Thôi khỏi đi ông. Trời đất ơi. Ủa tưởng ông vô ông làm, ông đi qua nhà tao ông xin nữa.